Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác nhé. Thì hôm nay có một cái vị khách mang cho em đến một cái quạt tản này. Hiện tại thì cái quạt tản này thì nó có quay nhưng mà nó quay rất yếu quá nhé. Đấy thì bây giờ em sẽ tháo ra và em sẽ tra dầu mỡ. Đấy, thử xem là nó nguyên nhân nó có phải là do khô dầu mỡ không hay là nó là nguyên nhân khác nhé. Đấy thì bây giờ em và các bác cùng tiến hành nhé. Bây giờ em sẽ cắm điện và em thử cái quạt này nhé, xem nó tốc độ nó chạy như nào. Đây, bật số 3 này. Đấy. Đấy. Quạt là bật số 3 nhưng mà nó quay rất yếu quá nhé. Đấy, giờ em sẽ tra dầu mỡ. Vâng. Giờ em sẽ tra dầu mỡ thử xem là nó như thế nào nhé. Đấy, bây giờ em tra dầu mỡ rồi các bác nhé. Tra dầu mỡ rồi thì bây giờ hiện tại là cái trục đang tương đối trơn này. Cái trục của nó bây giờ nó tương đối trơn này đây. Đấy, quay tay nó trơn như này. Đấy, về cái phần trục với cả bạc thì coi như là đã tương đối ổn định nhá. Bây giờ nó khi mà nó đã trơn rồi. Đấy thì bây giờ em sẽ tiến hành em cắm điện lại thử xem là cái tốc độ quay của nó như nào nhé. Nó vẫn quay rất yếu quá ạ. Đây, em lắp lại cái cánh cho các bác xem. Đấy, đây là số 3 nhé. Đấy, nhưng mà nó quay rất yếu. Với tốc độ quay như thế này thì nó còn không bằng số 1. Không bằng số 1 mà khi nó bình thường đâu các bạn. Đấy, bây giờ em đang đoán là cái con này nó bị yếu tụ rồi. Bây giờ em sẽ tháo ra, em tiến hành em thay cái tụ. Đấy, thì cái này thì đã dầu mỡ xong rồi thì bây giờ em bắt vít nó lại cho nó cố định đi. Bắt vít nó vào cho nó cố định. Giờ sẽ phải tháo cái lồng này ra để kiểm tra cái con tụ các bác nhé. Sẽ phải tháo toàn bộ con ốc của nó ra. Cái nhược điểm của cái quạt hộp này thì nó rất nhiều ốc các bạn, tháo ra rất vất vả. Đấy, nếu mà nó han gì nữa thì còn cực kỳ vất vả. Rồi, ok. Đây thì cái tụ của nó nằm đây.
Giờ em sẽ tháo ra em kiểm tra cái tủ các bác nhé. Sẽ cắt luôn cái tụ ra nhé. Đấy, có hai cái phương pháp kiểm tra tụ. Đấy, nếu mà các bác ở nhà thì thường thường sẽ không không có tụ nhé. Các bác còn các bác thợ thì sẽ có tụ qua, sẽ có đồng hồ để đo. Đấy, nhưng mà ở nhà gia đình nhà mình ấy, thì thường thường là sẽ không có. Đấy, thì cái bản thân cái con tụ này ở cái quạt này nó là tụ 1,5 mi. Đấy, thì khi mà thay thế thì chúng ta có thể nâng lên tụ 2 mi được. Đấy, và cái cách kiểm tra thì nếu mà như trường hợp mà nhà chúng ta mà không có cái không có cái đồng hồ để đo kiểm tra xem tụ nó còn sống hay chết ấy, khỏe yếu, thì các bác lên thử bằng cái cách này. Thì các bác cắm hai cái đầu của tụ này, vì tụ này là tụ không phân cực nhé, các bác cắm thoải mái chiều nào cũng được, điện đây là điện xoay chiều rồi. Đấy, thì các bác cắm thử vào nguồn, nhưng mà cắm lưu ý là cắm nhanh thôi nhé, khoảng mấy giây thôi, khoảng vài giây thôi. Đấy, như này thôi, các bác chập hai cái que này vào, chập hai cái đầu tụ vào. Đấy, như này là tụ này rất yếu này. Khi mà cho cắm hai cái đầu tụ này vào cái nguồn điện 220 này, các bác quẹt vào, nó phải lổ tẹt 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 phát, kiểu lổ to ấy, thì có nghĩa là tụ ấy khỏe. Đấy, nhưng mà con này là đang yếu rồi. Thì bây giờ em sẽ tiến hành em thay cái tụ khác và em nâng tụ lên 2 mi các bác nhé, để xem là cái vận tốc của cái quạt nó có thay đổi nhiều không. Đấy, giờ em sẽ lấy cái tụ 2 mi một tí để em đi lấy hàng, giờ nó bắt phải gọi cho shop để đi lấy hàng. Đấy, thì bây giờ em sẽ tiến hành em thay con tụ 2 mi vào các bác nhé, tụ 2 này. À, xem cái quạt nó có chạy khỏe hơn không nhá. Đây em cắt sẵn cái ống ghen vào. Cắt sẵn cái ống ghen vào để nếu mà nó chuẩn ok rồi thì chúng ta tiến hành ấy luôn, đỡ mất thời gian. Em đi lấy 2 ngày nhé. Rồi, giờ tụ mới nha, em lắp tạm cái cánh quạt vào thôi. Giờ là cho cắm điện này. Hiện tại thì vẫn đang là số 3 nhé. Hiện tại em vẫn đang để số 3. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Quạt quay tít mù luôn. Đây, số 1 à. Đấy, hiện tại bây giờ số 1 nó cũng quay hơn số 3 vừa lấy rất nhiều quá nhé. Đấy, nghe tiếng quạt nó chạy ù luôn. Đấy, số 3 này. Đấy. Đấy thì cái con quạt này thì nó thực tế thì nó bệnh chính xác của nó là nó bị hỏng tụ, tụ nó kém, nó yếu thì nó sẽ quay lờ đờ như này. Đấy, thì chúng ta khắc phục là chúng ta biện pháp là chúng ta thay tụ mới là ok, và có thể nâng tụ lên các bác nhé. Rồi các bác nhé, thì cái cách khắc phục của cái hiện tượng này thì các bác thay thế cái tụ, và cái tụ thì chúng ta có thể nâng tụ lên một chút, nâng lên 0,5 được nhé. Ví dụ con này đang là 1,5 thì chúng ta có thể nâng lên 2 để cho nó quay khỏe hơn. Đấy. Trong cái phạm vi 0,5 thôi, không nên nâng quá. Ví dụ con này 1,5 mà mình thay con tụ 3 vào thì sẽ không ổn nhé. Đấy, quạt nó chạy sẽ nóng. Đấy, và chúng ta chỉ cần tra dầu mỡ. Đấy, tra dầu mỡ vào cái trục bạc. Đấy, tra dầu mỡ thì tra đúng cách là được. Đây, ở cái quạt Vinawin này thì nó có cái chỗ để chúng ta tra dầu này. Đấy, chúng ta nhỏ vào đây, rồi nhỏ một ít vào trục nữa. Đấy, thì là nó sẽ trơn ok ngay. Đấy, thì đây là một cái clip ngắn chia sẻ về cái kinh nghiệm mà sửa cái quạt mà nó bị cái hiện tượng nó quay yếu. Đấy, để các bác có thể tự sửa chữa được tại gia đình nhà mình nhé. Đấy, thì các bác xem clip mà thấy hay, thấy bổ ích thì nhớ đăng ký kênh cho em nhé. Và em xin chào, cảm ơn toàn thể các bác.